nay mẹ con Như Huyền đi mua gà về ăn nha cả nhà, bữa nay không có làm nha. Đây thì chỗ này đang quay nóng hổi luôn nha cả nhà, gà rất là ngon nha. Thật là hấp dẫn luôn nè cả nhà. Cái này là vịt nước nha cả nhà. Giá cũng rất là bình dân nha cả nhà ơi, không mắc đâu cả nhà, vừa ăn vừa túi tiền nha cả nhà. Đó, hấp dẫn ha. Thì cả nhà ơi, đã trở lại với kênh YouTube của Trần Ngọc Như Huyền nha. Thì hai mẹ con có Như Huyền hôm nay sẽ mời cả nhà gà nướng muối ớt mật ong. Thì tính nói lộn nữa rồi. Thì hôm nay á, gia đình của Huyền thì cũng là ba mẹ con của Huyền, mà con trai Huyền nó không có vô nha, con trai Huyền nó ngồi ở ngoài. Thì chỉ có hai mẹ con của Huyền thôi. Thì hôm nay Huyền mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình của Huyền là đùi gà nướng muối ớt mật ong. Ăn năm mới nha cả nhà, là ăn chúc sinh năm mới cả nhà ơi. Hai mẹ con Huyền mà cả nhà cùng thưởng thức nha. Nè mẹ cho con cái đùi gà ha. Thôi ăn đùi gà đâu. Ăn đùi gà đi. Thôi. Để bẻ cái chặt bự. Không ăn đùi gà đâu. Trời ơi đùi gà mà không cái gì được, đùi gà ngon gần chết mà không cái gì con. Cô chú thấy không, con gái Huyền cho đùi gà mà không ăn á cả nhà. À cô chú ăn bánh, cô chú ơi có bột bánh kìa, kế bên nó lấy bỏ vô ăn kìa cô chú. Đó. Huyền mời cả nhà cùng thưởng thức chú Huyền nha cả nhà. Thì đây là chén nước chấm nha. Thì Huyền có hai loại nước chấm, đây là muối ớt chanh nha cả nhà, muối ớt thần thánh nè. Đây là chén muối chanh nha. Thì còn đây là dĩa gỏi nha cả nhà. Đây là dĩa gỏi. Thì gỏi dưa leo với dưa chua cả nhà, mà bây giờ cái mâm của Huyền nó chật quá không, cái mâm của Huyền nha ghê không. Cái mâm của Huyền nó chật quá đi rồi, bây giờ không có chỗ để, bây giờ Huyền để đại, Huyền để đại như vậy. Thì bây giờ Huyền mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình của Huyền nha. Bây giờ Huyền lấy cho con trai Huyền một cái đùi. Đó, ăn hết rồi lấy tiếp. Rồi con gái một cái đùi luôn ha. Con gái cầm cái đùi nha con. Sao vậy? Vậy thôi ăn, không ăn đùi thì ăn này đi, là cầm tỏi này đi. Trời ơi cho thịt gà giống như là cho cái gì vậy trời, không chịu ăn mà nhăn cái mặt thấy ghê quá trời. Cái của Huyền nó, Huyền cho đùi gà thì con gái Huyền nó không có chịu ăn đùi gà. Con gái Huyền nó ăn bánh cả nhà, bánh nè, bánh một chén nè, với uống sữa dâu nha. Thì con gái Huyền nó không ăn gà. Bây giờ Huyền mời cả nhà cùng thưởng thức chứ Huyền cái đùi gà này siêu ngon nha. Thì hôm nay mình ăn đùi gà năm mới. Ăn đón Tết mùa xuân. Mùa xuân năm mới, năm nay là gặp năm dịch mới ăn Tết cũng hơi buồn á cả nhà. Thì mình có gì mình ăn nấy, thích gì cứ ăn nấy chứ giờ mùa dịch cả nhà ơi, cũng không có đi đâu gì được chứ. Bây giờ mình chấp vào chén muối ớt nha. Chén muối ớt xanh trước nha. Ôi nó ngon á, chưa ăn mà thấy nó ngon. Chưa ăn mà thấy nó ngon là cả nhà biết sao không? Nó bốc cái mùi thơm. Nó bốc cái mùi thơm lên rồi cái da của nó vàng mà nó giòn đó, ngon lắm. Là đã tưởng tượng ngon, nhưng thật sự đưa vô miệng ăn rồi nó rất là ngon nha cả nhà. Thì năm mới cả nhà ơi, luôn luôn nhiều nhất sức khỏe ăn lành và tiền tài tấn tới nha cả nhà. Ngon không con? Ngon hả? Bây giờ mình chấp vào chén muối ớt thần thánh nha. Thứ gì chịu nổi, nó ngon. Cái này là dưa leo đó nè. Là dưa chua. Quá nữa thì bữa nay từ hôm nay Như Huyền có vú sữa chát miệng nha cả nhà. Có vú sữa chát miệng. Vú sữa rất ngon.
rồi gà nướng muối ớt mật ong, ăn chúc mừng xuân năm mới. Thì cái chỗ anh này anh bán rất là ngon cả nhà, ngon hơn những cái chỗ mà thường, ngon hơn những cái chỗ mà Huyền hay có mua ăn. Những chỗ mà Huyền có thường mua ăn rồi á, thì ăn cũng ngon nhưng mà nó không bằng cái chỗ anh này anh làm, rất là ngon cả nhà ơi. Cái này là tổng cộng là 8 cái đùi gà nha cả nhà, 8 cái đùi gà rất là ngon luôn, anh ảnh làm ngon lắm, gia vị đồ vừa ăn hoàng thơm ngon ngon lắm cả nhà ơi, rất là ngon luôn. Ngon quá tưởng. Huyền ăn cái đùi gà này đúng theo lời đồn cả nhà ơi, đúng theo lời mọi người đồn đùi gà. Mà cả nhà biết tại sao người ta đồn mà đùi gà nướng muối ớt mật ong không? Mà Huyền đi mua về ăn là đúng y chang như lời đồn không cả nhà? Nó ngon. Nó ngon không? Nó rất là ngon. Đúng y như lời đồn luôn. Thật sự là ngon cả nhà ơi, Huyền đi mua về ăn rất là ngon. Bữa nay Huyền mua chứ không phải Huyền làm nha. Đúng y như là đồn nha cả nhà, rất là ngon. Nhà tiếp cái đồ dài với Huyền nha. Ôi nó ngon. Ba trái đồ chét. Tình chứ cho ăn mà cũng chê nha trời. Ngâu gần chết vậy, chê không ăn rồi mẹ ăn chứ. Người ta nói mẹ ham ăn với con, mẹ dành ăn với con, mẹ mập quá trời. Mà thiệt, mập thiệt. Mập thiệt. Ăn cái này nó hơi dơ cái tay chút cả nhà. Ăn miếng thịt gà đi. Con ăn miếng đi con. Nè. Vậy thôi lấy sữa uống đi, sữa dâu đâu rồi. Mà cho anh trai nè. Bây giờ Huyền mời cả nhà ăn miếng vú sữa với Huyền nha. Cái này là vú sữa. Thử ngon không? Nó ngọt. Nó rất là ngon. Có cái muỗng mà quên. Mời tiếp cả nhà thêm nửa trái vú sữa nữa nha. Nó rất là ngon luôn. Cái hộp ngon quá cả nhà. Con ăn vú sữa hả? Ăn vú sữa hả? Mẹ cho con miếng nè. Nè thử miếng đi. Huyền đút cho con gái Huyền. Huyền nói Huyền con gái Huyền không ăn, ăn bánh. Ghét ăn á. Tết năm nay chắc buồn cả nhà ha. Tết năm nay á, gặp năm dịch bệnh đó cả nhà. Thấy mấy anh chị ở nước ngoài về đây á cách ly, con gái Huyền nó không ăn gà, bây giờ nghỉ ăn bánh luôn, nghỉ uống sữa luôn, bây giờ coi nhau đất cả nhà. Con mở nhỏ lại để bị dính bản quyền của mẹ, mở nhỏ lại con. Để con gái Huyền nó mở lớn quá, Huyền sợ bị bản quyền, Huyền tắt cả nhà, mở lại cái này. Mê con heo đất quá trời mê luôn rồi, Huyền sợ dính bản quyền. Mở lớn quá trời. Con gái Huyền á cả nhà, nó quậy quá trời, đi xuống nè cả nhà coi heo đất nè.
bởi vì Huyền ít có quay đưa bé nó lên lắm, mà không đưa thì lúc mà dọn thì đòi lên. Thì có bữa Huyền không có đưa là do gì, bé nó ngủ là cũng thứ nhất, thứ hai là cũng không muốn cho bé lên, nó bé nó quậy quá trời lên rồi sợ không biết rồi ông y tế ổng có ấy gì không, cho nên là Huyền cũng sợ, đâm ra Huyền cũng ít có đem em bé lên đó cả nhà. Gái Huyền nó quậy đó. Rồi Huyền mời cả nhà miếng vuốt sữa nữa nha. Vuốt sữa này ngon quá trời luôn. Huyền mời tiếp cả nhà miếng gà nữa nha nha. Hoàng ôm rất là ngon nha các bạn, quá trời hoàng ôm hấp dẫn ha, ngon thiệt á, quá trời, nhìn đã, trời, nhìn đã ra, Huyền mời cả nhà, Huyền mời cả nhà tiếp, Huyền mời cả nhà tiếp miếng gà nó nha cả nhà. Đứng to luôn. Thì ngon quá trời, nhưng mà cái đùi gà này mình ăn cũng dễ ngán lắm cả nhà. Thì Huyền xin kết thúc video. Thì con gái Huyền nó đã xuống rồi cả nhà, nó xuống nãy giờ mê chơi nhau đó, xuống rồi lên không ăn gì trên xuống ăn. Thì với Huyền cũng xin kết thúc video nha. Thì cả nhà thấy cái mâm gà nướng muối ớt mật ong này có ngon thì cả nhà hãy cho Như Huyền một like và một đăng ký nha. Thì Như Huyền cũng không quên, Như Huyền chúc cả nhà luôn luôn được nhiều sức khỏe và ăn lành, năm mới hái được nhiều tài lộc, và Như Huyền xin kết thúc video. Như Huyền bye bye.